Thưa quý vị và các bạn, đến với Cần Thơ, bên cạnh tham quan những điểm du lịch văn hóa hay là trải nghiệm thắng cảnh thiên nhiên gắn với miền Tây sông nước, rồi thưởng thức những món ăn đặc sản, thì việc trải nghiệm một chuyến du lịch sinh thái cũng là một điều rất là hấp dẫn. Và từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, và đây cũng là điểm đến lý tưởng hấp dẫn đối với du khách. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong cái hoạt động chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc trung ương. Thì thông qua các cái hoạt động này, chúng tôi nhận thấy là có những cái điểm mới rất là sáng tạo. Đây cũng là một cái điểm hoạt động mới để làm sao mà giới thiệu các cái hoạt động về du lịch nông nghiệp xanh sạch, thân thiện với môi trường, và giới thiệu được cho khách tham quan để có những cái sản phẩm trải nghiệm du lịch về ô cốp. Thì em thích nhất là trái cây, cách bày trí nó rất là đẹp với phong phú, với rất là tinh tế về cái tay nghề của người làm. Dạ, nhờ lễ hội này mà người dân Phong Điền được truyền tải những cái đặc sản, những cái đặc trưng, những cái văn hóa của Phong Điền lên cho mọi người biết nhiều hơn. Thì lâu lâu thì có dịp để ôn lại thì cảm giác của bản thân con thì rất là vui và cũng rất là hào phóng trong cái việc mà sáng tạo để mà đi cùng với các đội bạn trong cái món bánh dân gian.